Bắt quả tang chồng chưa cưới đưa nhân tình về phòng, danh tính kẻ thứ ba khiến cô gái đứng hình. Những màn đối đáp giữa cô vợ sắp cưới và nhân tình của chàng trai khiến dân mạng không khỏi ngán ngẩm. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh một đôi nhân tình bị đánh ghen tại phòng trọ. Mặc dù bị bắt gian ngay tại trận nhưng anh người yêu vẫn không có lời giải thích, thậm chí còn động tay động chân, đánh vợ chưa cưới. Theo chia sẻ của người đăng clip, cô gái áo trắng và chàng trai là người yêu sắp cưới, thuê phòng trọ để ở chung với nhau. Cô gái có việc về quê vài ngày, bất ngờ lên thì bắt gặp cảnh tượng người yêu mình đưa người khác về phòng. Quá bất ngờ và bức xúc, câu người yêu đã to tiếng chất vấn, chị hỏi em muốn thế nào? Mặt em trắng trợn thế, chị đã bảo mà em không nghe à? Bây giờ hai bọn em về đây. Đây là chỗ ở của chị với nó mà giờ em về đây như thể chị không biết gì cả, bọn chị vẫn nạt bình thường với nhau. Thế giờ bọn em muốn thế nào? Cô nhân tình liên tục thanh minh, em không biết, anh ấy bảo chia tay chị rồi. Anh chàng người yêu tệ bạc đứng bên cạnh thì không có một lời giải thích rõ ràng, chỉ đứng ra che chắn bảo vệ người tình vì sợ bị bạn gái đánh. Cặp đôi gian phu dâm phụ bị bắt tại chỗ. Mặc lời phân trần của Tiểu Tam, cô vợ chưa cưới khẳng định cô gái kia quen biết cặp đôi. Thậm chí, cô đã gửi ảnh, tin nhắn giữa mình và bạn trai cho cô gái này nên không thể có chuyện không biết. Vợ chưa cưới gắt lên nói, mày không biết à? Tao nhắn tin cho mày như thế, gửi ảnh cho mày như thế mà mày bảo không biết à? Cô gái áo đen nhất quyết tỏ ra vô tội, không biết mối quan hệ của cặp đôi kia. Chủ clip cho biết thêm là cặp đôi yêu nhau lâu, dự định về chung một nhà trong thời gian tới nhưng chàng trai là một kẻ ăn bám, thường xuyên vay tiền bạn gái, hứa trả ngay mà chẳng bao giờ thấy. Nay lại thêm cả ngoại tình, lừa dối. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.